Bao tiền? Tiền ba năm phải. Chúng tôi đã nhất trí và thuận chấp nhận với diện tích. Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu Tuyên đang có mặt tại nhà em Xá và cùng với anh Tùa để anh em tiến hành bàn bạc và kết thúc cái vấn đề mua chuồng lợn nhà anh Tùa để cho em Xá sử dụng. Thì Xá đã xem hết rồi đúng không? Anh em mình đã kiểm tra hết toàn bộ rồi. Vâng, thì trước anh Tùa chưa công ty lên thì anh em mình đánh em trong cái quá trình mà em xem thì có vấn đề gì không? Ví dụ như là có tranh chấp ranh giới rồi các thứ gì không? Không anh ạ, thì lúc anh em mình mua cái căn nhà tu sửa đấy hiện tại bây giờ vẫn không có anh em. Vấn đề là cái chỗ dùng bò ấy. Ở dưới là có, em có biết giáp ranh với nhà nào không? Ở dưới thì theo như trước em thử chia sẻ thì giáp ranh với nhà chú hàng xóm này. Nhưng mà chú này có được không? Liệu có ổn không? Chú này nói chung cũng thường người. Thoải mái thôi gì? Thoải mái. Do tính thôi. Vấn đề là đất của mình đến đâu mình lấy đấy thôi. Mình cũng không phải là cố ý lấy thêm hay là lấy bớt đi làm gì cả. Tuy nhiên thì để mà rõ ràng hơn thì cháu Tuyên cũng sẽ cùng với em Xá xác minh rõ ràng ranh giới. Tuy nhiên thì trong quá trình xác minh thì anh em cũng sẽ không ghi hình nữa. Về đi và giúp các cái bụi rậm kia thì cũng hơi là hơi khó ghi hình các bác. Về cái vấn đề đất thì anh em mình cũng đã xem qua rồi. Chuồng thì cũng có sẵn rồi. Thì chỉ việc sử dụng thôi. Cái lợi thế là như vậy. Còn về vấn đề giá cả thì Tùa tính như nào? Cái giá cả thì sao là đấy, Tùa xem cái chuồng, cái chỗ đất đấy thì em tính bao tiền? Tiền cái bán là phải 16 triệu anh. Nhưng mà em xá như thế thì em thương. Mà em bớt 1 triệu, bán 15 triệu. 15 triệu à? Vâng. Nói chung là với cái giá đấy cũng hợp lý thôi nhỉ, xá nhỉ? Xá thế nào? Em thấy là một cái chuồng 2 ngang rộng như thế với lại cũng được tạo một cái mảnh đất thì cái giá đấy cũng vừa. Với con người thì nhiều hay ít mình cũng chưa biết như thế nào là vừa cả. Thực ra thì anh không thắc mắc. Giá cả như thế nào thì tùy các em định giá thôi. Với cái đất bất cứ ở nơi đâu cũng vậy thôi các bác ạ. Nó không có một cái định giá nào cụ thể cả. Mình cũng không cố định là nó phải như thế này hay phải thế kia. Với cái diện tích rộng như vậy thì cháu Tuyên nghĩ là 15 triệu cũng hợp lý. Chỉ có điều là rộng thì có rộng nhưng mà nó đa phần nó là đất mượn. Nên là để làm nhà hay làm cái gì thì nó cũng hơi khó. Đất đấy chỉ còn làm chuồng thôi được. Trước khi vào công việc thì em Xá gửi lời chào các bác nhé. Chào các bác, sau này anh em sẽ làm việc. Lần đầu tiên cháu xin chào tất cả các bác, các cô, các chú và các mạnh thường quân. Đặc biệt là anh xin chào anh Tuyên. Anh đã không ngại đường xá xa xôi đã đến nhà em để chia sẻ về những cái công việc rồi là để hỗ trợ mua chuồng cho em. Thì em cảm ơn anh rất nhiều. Cái chuồng đấy thì bây giờ anh em mình tính là sẽ mua đất luôn. Vâng. Thì sau này ví dụ như là em có làm sổ các thứ thì mình sẽ gộp vào cái quyển sổ đỏ ở nhà luôn. Chỉ có điều là anh em mình sẽ không có trưởng thôn lên nữa bởi vì là cũng có thước phim này của anh làm bằng chứng. Anh em mình cũng có mặt ở đây đầy đủ các cái bộ phận. Anh thì là người đứng ở giữa thôi. Do vậy là anh sẽ là người giữ những cái bằng chứng để lại. Còn quan trọng là hai em tự làm việc với nhau thôi. Thì cháu Tuyên cũng đã thông tin trước đó rồi. Khoảng 15-16 triệu thì hợp lý. Ok, thế này thì Xá cũng nhất trí thì anh em làm giấy tờ nhé. Thì Tùa tự viết nhé. Cũng như đợt trước thôi. Cũng như làm như đợt mà em bán cái nhà cho em Xá thôi. Thì hôm nay cháu Tuyên cũng đã rút tiền về đầy đủ rồi các bác ạ. Và sẽ là thanh toán cho anh Tùa với cái số tiền như anh Tùa yêu cầu mà đưa ra thì anh em cũng thấy nó hợp lý.
Đáng lẽ từ lúc đầu thì anh Tủa cũng đã nói với em Xá là 16 triệu. Tuy nhiên thì sau khi mà đàm phán, liên lạc qua điện thoại, làm việc cụ thể để mà chuẩn xác thì cháu Tuyên cũng đã thống nhất là sẽ với cái giá là 16 triệu cũng ok. Tuy nhiên thì phải cho anh ấy lên. Sau khi anh ấy lên thì anh cũng đã nói là chỉ cần 15 triệu thôi, vì là cũng thương em Xá một phần, phần nữa là cái chuồng thì cũng đã xây lâu rồi, nó cũng không còn, thật sự là cũng không còn chắc chắn như cái lúc đầu nữa. Tuy nhiên thì nó vẫn còn chuồng ở đấy, mình vẫn có thể sử dụng được Xá. Vậy là cũng ít nhất là cái chuồng đấy em vẫn sử dụng được khoảng ít nhất là tầm 10 năm nữa. Anh nghĩ là thoải mái, bởi vì Pro thì mình không dùng đến nó không hỏng đâu mà. Ở đằng sau thì em có thể sử dụng cái đất đấy, mình trồng cỏ, chỗ nào khoảng trống nó rộng hơn tí thì mình trồng thêm vài luống rau. Anh ấy bảo là dài xuống khoảng 7-8 mét mà, thì anh nghĩ là cũng rộng đấy. Trồng bí, trồng bí, trồng mướp, trồng cây quả các thứ để cho nó bò lên mái nhà này này, cho nó mát, vừa mát chuồng vừa là mình được quả ăn, rau ăn các thứ nữa. Viết lên đâu rồi? À, đấy. Giấy mua bán đất, viết to to thì viết hoa, viết to to thì giấy mua bán đất. Cách xuống hai dòng thành phần. Hai chấm. Chúng tôi gồm có xuống dòng. Viết tên của em vào đi. Cái gì Tủa? Vàng Mỹ Tủa. Ở làng này toàn họ vàng nhiều nhỉ? Đúng rồi. Xuống dòng thứ hai, Vàng Mỹ Xá. Vàng Mỹ Tủa là em ghi ở trên này là chủ đất. Đây, từ từ nhé. Ghi tên của anh vào đây. Anh là gì? Vàng Dũng Tuyên. Em ghi chỗ Xá này là bên mua. Ghi tên anh là người làm chứng. Anh làm chứng cho các em luôn, bởi vì anh được đo đất với lại anh được kiểm chứng tất cả những cái giai đoạn từ đầu đến giờ thì anh nắm rất rõ. Nên anh sẽ làm chứng cho các em luôn, đỡ phải phiền hà đến bà con cũng như là cán bộ thôn. Xem nào. Bây giờ là cái nước ở đâu về, Xá lau sạch cái bàn này. Em ghi vào đây là vào hồi. Bây giờ là 10:45. 10:45. Ngày 16 tháng 9 năm 2023. Tại thôn Chế Quà, Xá Lao Và Trải. Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Nội dung. Xuống dòng. Tôi Vàng Mỹ Tủa là cái gì?
và Mỹ Tùa có một mảnh đất. Tại thôn Chế Quả, đã xây dựng chuồng bò phải chuồng lợn nay tôi không có nhu cầu sử dụng. Muốn bán anh Xá có nhà ở bên cạnh. Có nhu cầu mua và sử dụng. Chúng tôi đã thống nhất thỏa thuận bán với giá là 15 triệu mở ngoặc ghi rõ đi, ghi chữ đi, 15 triệu đồng chắn đúng không? Cả hai bên đã nhất trí. Với diện tích đất là tổng số cái chiều ngang này là 6 mét à? Vâng. 6 mét, ngang 6 mét. Bắt đầu giáp từ bếp của xá. Chiều dài xuống dưới kia là mấy mét? 7 hay 8 mét? 8 mét. 8 mét à? Nó chéo ở dưới sau ấy? Nó chéo. Một bên 8 mét, mấy 7 mét đúng không? Thì ghi rõ thôi. Dài là một đầu 8 mét, một đầu 7 mét. Mình cứ ghi diện tích rõ như thế sáng. Để mà em nắm được cái vị trí đất của mình ấy. Xá, dạ. Xem còn bổ sung cái gì thì cứ bổ sung đi. Vâng. Ghi đủ rồi sao rồi? Đến đâu rồi? Diện tích rồi đúng không? Vâng, xong bây giờ là... Diện tích rồi. Diện tích là 7 với 8 mét à? Vâng.
Tí nữa thì cháu Tuyên cũng sẽ đọc lại cái tờ giấy này để cho quý khán giả cũng như tất cả các bác, các cô, các chú nắm rõ và biết rõ hơn về cái giấy mua bán này. Nó thay cho tất cả các giấy tờ cũng như là những cái gì cần thiết để mà mình làm bằng chứng về sau thôi. Với lại là em Xá sẽ lấy cái tờ giấy này là để coi như là làm cơ sở. Nhà mình ở đây có sổ đỏ nhưng không có. Không có này. Không có à? Vâng. Không có. Nhà có sổ đỏ thì em Xá làm mới thì là sẽ gộp tất cả những cái chỗ này. Tức nghĩa là sau khi mà làm xong ấy, nộp về Xá thì Xá người ta sẽ xác minh là mình đã có những cái giao dịch cụ thể. Vâng. Thì Xá người ta sẽ về người ta thẩm định. Thẩm định là đo đạc các thứ ấy. Vâng. Thì lúc đó là người ta sẽ đo từ cái đầu nhà đây xuống cái kia. Và vâng. Xá sẽ là người nắm rõ cái danh giới này nhé. Vâng. Ở cái gì nhỉ? Đến đây rồi đúng không? Vâng. Xem là còn cái gì nữa không? Để quân bán kết thúc rồi hay? Từ từ, chưa. Diện tích rồi này. Rồi, bây giờ là kết thúc cũng được. Vì là cũng đầy đủ hết rồi mà. Nội dung thì cũng chỉ có như vậy thôi. Chúng tôi đã nhất trí và thỏa thuận với cái giá bán trên. Thỏa thuận chấp nhận. Với diện tích và giá bán trên. Và Xá đã trao đầy đủ tiền. Và Xá đã trao đầy đủ tiền. Tôi cũng đã nhận đầy đủ. Giấy tờ này thay cho tất cả. Giao dịch. Nếu sai, bản thân tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đúng không? Và giải quyết tất cả tranh chấp. Khi em Xá cần. Văn bản kết thúc vào bây giờ. Em Xá không bây giờ. Có đồng hồ tuổi điện thoại đi. Kết thúc vào 11 giờ cùng ngày. Đúng. Đây thôi đúng không? Em ghi là bên bán. Đây, bên mua.
xuống dưới này. Người làm chứng. Người làm chứng. Bây giờ xá đọc lại cái giấy này được không? Thông tin lại cho quý khán giả các bác được nắm rõ nhé. Và xá khi mà xá thông tin thì xá cũng sẽ là người nắm được cái nội dung của cái tờ giấy này. Cầm đi. Còn gần. Thì được sự cho phép của anh Tuyên thì cháu xin đọc với tờ giấy ban đất cho tất cả các quý vị khán giả và các mạnh thường quân được nghe. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy mua bán đất, thành phần chúng tôi gồm có Vàng Lý Tủa, chủ đất, Vàng Lý Xá, bên mua và Dũng Tuyên, người làm chứng. Vào hồ 10 giờ 45 phút ngày 6 tháng 9, 2023 tại thôn Trái Quà, xã Lao Hòa Trại, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Nội dung là tôi là Vàng Lý Tủa có một mảnh đất tại thôn Trái Quà đã xây dựng chuồng bò, chuồng lợn. Nay tôi không có nhu cầu sử dụng, muốn bán cho anh Xá có nhà. Anh Xá có nhà ở bên cạnh, có nhu cầu mua và sử dụng chuồng. Tôi đã thống nhất thuận thuận bán với giá là 15 triệu. Ghi bằng chứ là 15 triệu đồng tráng. Cả hai bên đã nhất trí với diện tích đất là chiều ngang là 6 mét. Bắt đầu rác bết của xá chiều dài một đầu là 7 mét, một đầu là 8 mét. Chúng tôi đã nhất trí và thuận chấp nhận với diện tích và giá bán trên. Và xá đã trao đầy đủ tiền cho tôi, cũng nhận đầy đủ giấy tờ này thay cho tất cả giao dịch. Nếu sai, bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm hoàn toàn và giải quyết tranh chấp khi em Xá cần văn bản. Kết thúc vào hồ 11 giờ cùng ngày. Bên bán và bên mua và người làm chứng. Đấy, như thế rồi thì bây giờ em Xá có bổ sung thêm cái gì không? Ví dụ như là em có cần muốn bổ sung những cái nào trong khi mua hay không thì bổ sung vào đây luôn. Về nội dung với lại các cái thủ tục thì về đất đai dài như nào, là ngang dài mấy mét, là chiều dọc dài mấy mét thì anh Tủa anh đã ghi đầy đủ. Thì bây giờ anh Tủa ghi đầy đủ, nhưng mà em có trực tiếp kiểm tra và đầy đủ đúng như thế hay không, và bây giờ em có muốn bổ sung thêm cái gì nữa hay không thì em cứ mạnh dạn. Vâng, thì theo như em ấy, thì cũng anh Tủa đang ghi đầy đủ tất cả các nội dung và những cái bằng chứng về sợ như kiểu chạm may sau này xích mít các thứ là anh Tủa đang ghi đầy đủ. Thì bây giờ em có nhu cầu là anh em mình người bán cũng ký và người mua cũng ký, và anh hộ hay em làm chứng thì em nhờ anh cũng ký vào nữa là xong thôi. Vâng. Đấy, bây giờ thì Tủa có gì thắc mắc về cái giấy này không? Đấy, cho anh Tủa xem qua tí không, là xem còn bổ sung cái gì nữa không thì bổ sung nhé. Vâng. Cứ xem đi, thoải mái đi. Xem là bổ sung cái gì thì anh em góp ý, mỗi người một ý bổ sung thêm vào để cho nó hoàn thiện hơn. Vâng. Sao cho đầy đủ thôi, bởi vì là đất thì như anh em mình cũng đã thông tin với khán giả là bản thân đất ở đây là không có sổ đỏ. Nên là đất thì từ các cụ ngày xưa là khai phá, sau đó là chia chát cho các con. Thì bây giờ anh Tủa, anh là người đi làm việc ở phương xa này, không có nhu cầu sử dụng nữa thì muốn bán lại cho em Xá thôi. Thì em Xá cũng là được các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm thương thì các bác đã gửi tiền để cho em Xá có được như ngày hôm nay và sử dụng số tiền này để mua, và em Xá sẽ là người sử dụng vĩnh viễn về sau. Sau khi mà viết giấy tờ này xong thì em Xá sẽ có trách nhiệm đi ra ủy ban để nộp cái giấy này và xin các anh là làm cái sổ đỏ. Gọi là bây giờ không có sổ đỏ, nó gọi là sổ hồng ấy. Wow. Thì mình sẽ làm cái sổ đấy, tạm thời là sổ đấy sẽ đứng tên em và hai vợ chồng em. Thì sau khi mà có sổ đỏ rồi thì
trong tay rồi thì mình sẽ yên tâm và sử dụng mãi mãi. Vâng. Không sợ bất cứ một cái lý do hay không sợ bất cứ một cái tranh chấp nào nữa. Đúng rồi. Thì sau. Cái này không có gì thắc mắc. Thế thì đếm tiền nhé. Đếm tiền xong 20 ký nữa. Cứ đếm đủ tiền xong ký thôi. Vâng. 1 triệu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đấy, rồi đến đi. Vâng. Đủ đấy. Rồi thì ký vào cho anh. Ký vào bên bán. Xá đến đi. Có cần đếm không? Không đếm thì ký thôi. Vâng, anh tụi đếm đủ thôi. Đây, anh ký vào trong xá giữ cái này nhé. Vâng, xá giữ cái tờ giấy này nhé. Vâng. Đấy, sau khi ký xong thì đất đã thuộc về em xá rồi các bác. Cảm ơn Tuấn nhé. Vâng. Xá nhé, chúc mừng đây. Bây giờ anh sẽ bàn giao cái giấy này cho xá nhé. Vâng. Thì hai anh em bắt tay nhau một cái. Vâng. Là đất là sẽ thuộc về vâng, xã các bác nhé. Vâng. Hôm nay thì rất là vui và rất là mừng là em xã đã sở hữu được một cái mảnh đất rất là rộng. Ngoài ra thì trên mảnh đất cũng đã gắn liền với một cái chuồng bò khá là rộng nữa. Vâng. Thì trong thời gian tới em xã sẽ có trách nhiệm là sẽ dọn dẹp tất cả những cái đồ ở trên cái chuồng bò đấy để mà sử dụng thôi. Vâng. Chuyển bò sang bên đấy để sử dụng. Còn lại thì đất ở đằng sau là mình xử lý rễ cỏ, phát cỏ sạch sẽ đi, sau đó là đào cái hố nó rộng rộng ra. Vâng. Để mình sử dụng cái hố đấy làm cái hố phân. Vâng, vâng. Để chứa, sau này mình sẽ sử dụng tận dụng cái phân đấy để mình bón. Vâng. Cây trồng. Đúng rồi. Đấy, phát triển kinh tế thì mình sẽ tính cái bước lâu dài. Vâng. Với lại tất cả những cái gì mà trên cái quê hương mình có để mình tận dụng những cái gì ở đó, mình không phải bấn tiền mua ở chỗ khác về nữa. Đúng rồi. Do vậy là cháu Tuyên cũng rất là cảm ơn tới các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã đóng góp ý kiến cũng như là xây dựng cho anh em những cái đường đi nối lại rất là tuyệt vời. Thật sự là lúc đầu anh em tính thì cũng là xây dựng một cái chuồng mới, tuy nhiên thì sau khi suy đi tính lại là không thể, bởi vì nó liên quan đến rất là nhiều thứ. Và cũng như em xá đã đưa tin và cháu Tuyên cũng đã tiến hành làm xong cái nhà em xá rồi thì vật liệu các thứ nó rất là đắt, do vậy là để mà tính bằng cái tiền thì mình không thể làm được. Vâng. Ngày xưa tôi làm cái chuồng bò đấy hết khoảng bao nhiêu tiền làm cái chuồng lợn đấy? Cái này trước anh làm là hết hơi 10 triệu anh. Hơn 10 triệu. Vâng. Tại vì là cũng bé đâu mà bé này. Tí thôi. Thật ra thì xá nếu mà để làm thì cũng không tốn kém mấy đâu, nó cũng chỉ ra tầm 20. Vâng. Nếu mà làm thì tầm 20 thì dư giả. Vâng. Thoải mái, bởi vì là nếu mà mình tự làm thì mình sẽ phải đổ cột lên thì nếu mà mình đổ được sàn thì tốt, mà không đổ được sàn thì mình phải dùng sàn gỗ. Đúng rồi. Sàn gỗ với sàn bê tông thì nó sàn sàn nhau thôi. Vâng. Ngang nhau thôi. Vâng. Nhưng mà anh nghĩ là sàn bê tông thì nó bất tiện hơn một tí. Vâng. Nó chắc hơn nhưng mà chắc nó bất tiện hơn, bởi vì là mình vệ sinh cái thứ nó khó. Vâng. Với lại nuôi bò hay là nuôi bất cứ một con vật nuôi nào, nếu mà cái nền của nó cũng nạo khô ráo thì nó sẽ con vật nuôi nó sẽ khỏe mạnh và dễ vệ sinh. Vâng. Còn ví dụ nền bê tông thì mình phải kỹ thuật cao, làm nó phải chuẩn, nó có độ dốc các thứ thì nó chuẩn, dốc thì dốc quá thì lại trơn trượt cho châu bò. Đúng. Đấy. Rồi. Do vậy là mua là cách tốt nhất. Vâng. Thì bây giờ mua được rồi thì xá có cái gì thắc mắc không? Không ạ, anh em thì cũng rất là vui nhờ có nhờ có quý vị khán giả và đặc biệt là cô Thanh với lại cô Thông đã có tài trợ kinh phí để mua cái chuồng bò để em có cái chuồng để nhốt bò để phát triển kinh tế.
Thì em cảm ơn hai cô rất là nhiều và cảm ơn anh Tuyên rất nhiều. Anh đã không sợ đường xa xa xôi, đã đem lại những cái niềm tin và niềm tự hào cho em. Thì em cũng cảm ơn anh rất nhiều. À, nói chung là đây là cơ sở cũng như là bàn đạp để em phát triển kinh tế. Vâng. Cũng là tình yêu thương của các bác dành cho em. Có lẽ là các bác cũng sẽ theo dõi hành trình của em. Vâng. Hy vọng là một vài năm nữa anh quay trở lại đây thì xá sẽ là một con người khác, nó lột xác, nó thành một con người có ích cho xã hội và sống phát triển theo đúng như anh em mình đã demo trước. Tức nghĩa là muốn là cho em xá có những cái gì tốt nhất thôi các bác ạ. Bởi vì là bây giờ cơ bản nhà thì có rồi, đất thì cũng rộng rồi, bò thì có rồi, và nuôi tất cả mọi thứ gần như là em xá là hoàn hảo rồi. Thì cũng chả còn gì để lo lắng đâu. Bây giờ chỉ hai vợ chồng tập trung vào phát triển kinh tế, tập trung vào lao động để sản xuất tăng gia và chăm sóc các con thật tốt. Đấy là mục tiêu cuối cùng cũng như là những cái gì mà các bác đã dành cho em. Thì các bác cũng chỉ muốn là em sau này đừng bao giờ quên ơn đến các bác. Nhân là thế. Thứ hai nữa là hãy biết ơn, thay vì mình cảm ơn các bác liên tục thì hãy hành động. Đúng. Bằng những cái công việc cụ thể như là mình phát triển để thay đổi cuộc sống. Mình phát triển, mình tận dụng những cái gì các bác đã dành cho mình để mình lấy cái đó phát triển nhiều hơn nữa để sau này ví dụ như em khá giả rồi em có thể giúp được nhiều hơn người cũng tốt mà. Em mong như thế. Có lẽ là cháu Tuyên cũng xin gửi lời cảm ơn tới cô Thanh và cô Thông rất nhiều đã tài trợ cho em xá. Thì trong đầu video cháu Tuyên cũng sẽ để cái giấy tờ của em xá chụp ảnh và cháu sẽ ghim lại đó để cho các bác tiện theo dõi. Và cái khoản tiền của cô Thông và cô Thanh thì cháu Tuyên cũng sẽ tổng hợp lại những cái sự hỗ trợ của các bác đến với em xá. Còn cái món quà của em về cái hai cái thùng đựng ngô ấy, thì thực ra nếu mà để chở thì anh không chở được. Đúng rồi, xe máy nó không phải là nặng mà nó cùng kênh lắm. Đúng rồi, cùng kênh khó chở nên là anh sẽ nhờ xe khi nào mà chở vật liệu cho nhà em Tím thì gửi theo xe về thôi. Vâng ạ. Như thế nó tiện nhất. Vâng. Về thì cháu Tuyên cũng sẽ ghi hình mà trong cái quá trình đi mua thì cũng sẽ rõ ràng, minh bạch cho quý khán giả và cô bác anh chị theo dõi. Còn bây giờ có lẽ là anh em mình xin chào tạm biệt quý khán giả và cô bác anh chị thôi. Cảm ơn cô Thanh và cô Thông một lần nữa. Và cháu Tuyên cũng cảm ơn quý khán giả và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, đóng góp ý kiến để cho cháu Tuyên hoàn thiện bản thân hơn và kênh ngày một phát triển hơn. Các bác đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký video để theo dõi hành trình của cháu các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.